Thưa quý vị, dù luật giao thông đường bộ đã quy định các phương tiện phải nhường đường cho xe, đoàn xe ưu tiên đang phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, trước những hậu quả khó lường do xe ưu tiên gây ra khi tham gia giao thông, cũng cần xem xét quy định nghiêm ngặt hơn về điều kiện được đi ngược chiều để tránh những hậu quả khôn lường. Đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 17 giờ ngày 17 tháng 7 tại ngã ba Trinh Phong, đoạn rẽ đi Vạn Hạnh thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại hiện trường, chiếc xe cứu thương của Bệnh viện Vạn Thành đã va chạm với xe ben biển số 72C16287. Cú tông mạnh khiến chiếc xe cứu thương biến dạng phần đầu. Tài xế và y tá trên xe cứu thương bị thương nặng. Vào đầu tháng 4 năm 2019, tại ngã tư Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tất Thành, thành phố Bà Rịa, chiếc xe cứu thương chở bệnh nhân chuyển viện khi di chuyển tới nút giao thông giữa đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tất Thành, thành phố Bà Rịa, báo còi ưu tiên, vượt đèn đỏ và va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 72C05222. Cú tông mạnh khiến xe bán tải lăn nhiều vòng, va vào đuôi xe ô tô 4 chỗ. Hậu quả là 3 người trên 2 xe bị thương được chuyển vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Đây chỉ là hai trong nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe cứu thương trong thời gian qua. Dư luận cũng đưa ra những ý kiến trái chiều nhau xung quanh việc lưu thông của xe ưu tiên. Việc không nhường đường cho xe ưu tiên diễn ra phổ biến trong thời gian qua. Điều này không chỉ vi phạm về pháp luật mà còn vi phạm về đạo đức. Mặc dù đã có những biện pháp chế tài bằng các luật, nhưng trên thực tế, dường như việc luật định phương pháp xử phạt các phương tiện không nhường đường cho xe ưu tiên là chưa đủ răn đe, khiến người dân nghiêm túc chấp hành. Mới đây, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Tiền Giang và được camera hành trình gắn trên xe cứu thương ghi lại cho thấy, dù xe cứu thương liên tục hú còi để xin vượt, tài xế chiếc xe khách giường nằm chạy phía trước đã liên tục chèn ép, không cho chiếc xe này vượt lên. Phải sau một quãng đường dài, đến khi chiếc xe khách tấp vào lề để đón trả khách, tài xế xe cấp cứu mới có cơ hội để vượt qua. Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội khiến cư dân mạng phẫn nộ với hành vi vô ý thức và xem thường tính mạng người khác của tài xế chiếc xe khách. Đã là xe ưu tiên thì mình phải nhường đường cho người ta đi để trường hợp khẩn cấp. Mình cũng là cái đó do cái bản năng với lại cái ý thức của mỗi người hả chị? Như tình huống mà thí dụ như không nhường đường cho xe ưu tiên thì ngoài cái ý thức ra thì mình nói rằng là có lẽ là thì nếu mà được hợp vào những người được hợp đó thì phải đặt trường hợp là chắc là người đã không được bình thường. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, nhiều người tham gia giao thông lý giải về hành vi không nhường đường cho phương tiện ưu tiên không chỉ nằm ở ý thức mà do những điều kiện khách quan mang lại. Trong đó, yếu tố bất cập về cơ sở hạ tầng giao thông, ùn tắc giao thông giữ vai trò chủ yếu. Đó là chưa kể, không ít tài xế xe cứu thương đã lạm dụng quyền ưu tiên để phóng nhanh, vượt ẩu, ngay cả khi không có người bệnh trên xe và đã gây nên những tai nạn giao thông thảm khốc. Mình phải tấp về bên phải, mình dừng hẳn lại luôn, rồi mình nhường đường cho xe ưu tiên đi, rồi bắt đầu mình đi cho an toàn. Nếu đèn đỏ mà gặp xe ưu tiên thì nếu mà bên trong thì có làn đường nữa thì phải chịu thôi, chứ giờ không có đi được nữa. Ở sau cũng có xe, ở trước cũng có xe thì đèn đỏ là sao đi đây. Không chở người bệnh nhân thì nói chung ngã tư ngã ba nó có quyền hú còi rồi, cái lực của nó. Mà dưới điều kiện không có chở bệnh nhân thì nó phải dòm cho kỹ, quan sát cho kỹ nó mới chạy lẹ được qua ngã tư ngã ba. Còn mà nó chạy lẹ quá là nó chạy ẩu. Số liệu thống kê của Bộ Công an cho thấy, cả nước có trên 23.900 xe được quyền ưu tiên. Trong đó có trên 2.480 xe chữa cháy, gần 3.390 xe cứu thương. Trước những hậu quả khó lường do xe ưu tiên gây ra khi tham gia giao thông, Bộ Công an đề xuất biện pháp kiểm soát chặt chẽ xe ưu tiên. Dự thảo nghị định quy định cụ thể tín hiệu của từng loại phương tiện được quyền ưu tiên. Trong đó, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp có đèn quay hoặc đèn chớp phát sáng màu xanh hoặc đỏ gắn ở càng xe phía trước hoặc phía sau, cờ hiệu công an cắm ở đầu xe, có còi phát tín hiệu ưu tiên. Xe làm nhiệm vụ cứu hộ đê có cờ hiệu hộ đê cắm ở đầu xe phía bên trái người lái, biển xe hộ đê dán ở bên trong kính, ở phía trước vô lăng. Còn xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh phải có biển hiệu riêng. Xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật có cờ hiệu tình trạng khẩn cấp cấm ở đầu xe phía bên trái người lái. Ngoài ra, các phương tiện được quyền ưu tiên chỉ được sử dụng tín hiệu ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ và những đối tượng này buộc phải có giấy phép.
Thưa quý vị, luật pháp của mỗi quốc gia đều có quy định riêng về việc nhường đường cho xe ưu tiên. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất phải kể đến vẫn là ý thức của mỗi người dân. Tiếp theo chương trình, xin chuyển đến quý vị những hình ảnh nhường đường cho xe ưu tiên ở các nước phương Tây. Tuy không phải là một hiện tượng lạ, nhưng vẫn khiến cho những người chứng kiến cảm thấy thích thú. Chúng ta hãy cùng xem cách người nước ngoài nhường đường xe ưu tiên. Đây là một hình ảnh những chiếc xe cứu hỏa ở Mỹ đang trên đường tới một đám cháy. Đây là một chiếc xe cứu thương đi đón nạn nhân cần được cấp cứu tại Ba Lan. Đây là chiếc xe của cảnh sát Đức đang gấp rút thi hành công vụ. Khi xe ưu tiên bật còi hú, tín hiệu ưu tiên, các phương tiện tham gia giao thông, dù đông hay thoáng, đều chuyển hướng nhường đường cho xe ưu tiên mà không cần có sự xuất hiện hay bất kỳ một hiệu lệnh nào giúp cho công tác cứu thương, cứu hộ kịp thời.